chú? Quan thay thể là ai hả chú? Quan thay thể là... Là ai cơ ạ? Là ai cơ ạ? Là quan thay thể chứ còn ai nữa? Ai chẳng biết là quan thay thể. Nhưng ông ấy tên là gì mới được cơ chứ? Ông ấy tên là gì mới được? Ông ấy tên là ông Trương Viên ngày xưa ấy. Ô, làng mình làm gì ông Trương Viên làm gì? Làng mình làm gì có ông Trương Viên làm gì? Các cháu không biết đến ông Trương Viên là phải rồi. Là vì khi ông ấy đang còn cầm quân dẹp giặc thì các cháu chúng mày chữa đứa nào ra đời. Ôi giời ơi, vẫn còn nằm trong bụng mẹ thì làm sao mà biết được. 18 năm ròng rã lẫy lừng oanh liệt, ông trở về làng với chức quan thay tể vua ban. Ôi, thật là vinh hiển cho cả làng. Nhưng mà chỉ hiềm một lỗi. Sao vậy ông? Hiềm một lỗi mẹ già và người vợ hiền vẫn bật vô âm tín. Dạ thưa cụ, chính vì lẽ ấy mà quan con trở về làng, người cứ buồn thiểu buồn thiêu, cơm chẳng thèm ăn, chỉ thấy thở dài. Dạ mấy hôm trước ngài cũng cho người đi dò la tin tức, nhưng vẫn mịt mù tăm cá bóng chim. Dạ thấy quan con buồn, mà con cũng buồn sốt hết cả ruột cả gan ạ. Chú Đính ơi, chú không phải sốt ruột sốt gan. Đất võ năng ta tình nghĩa lặng hơn vàng, quan sống thủy chung thế, ắt có ngày gia đình sẽ được đoàn tụ đấy ạ. Đúng đấy, đúng đấy. Đất võ lăng vẫn đang trông chờ ngày ấy, thế mới thỏa lòng ao ước bấy lâu. Nào các cháu. Dạ. Ông cháu ta ra cả ngoài đình, ra ngoài đình để đón quan thái tể. Nào đi đi các cháu. Dạ. Cánh bầm canh cánh trí lam nhi, lòng những mừng thầm buổi sum họp vinh quy. Lào ngờ ngày nghi biệt lại là ngày vinh biệt. 18 năm dòng lầm gai lễ mật, lòng nhớ thương ngồn ngột lúc nào nguôi. Quân giặc kia đã tan tác chạy dài, non nước cũ đã thu về một môi. Nhưng mà lạy tâm mi cang bóng chim mi biết đi đâu mà tìm mi chút đi phần mi làm con bình hoa nghi thề dù sạch nơi áo xiêm máu xiêm này chẳng mang. Phải tìm cho đây người
bẩm quan, đêm đã tàn chắc đã xế, xin mời quan đi nghỉ ạ. Hề đó con. Dạ bẩm. Quan cứ buồn bực mãi như thế này thì con cũng thấy ngao ngán hết cả người đấy quan ạ. Con cứ để mặc ta. Dạ bẩm quan, con trộm nghĩ 18 năm trời đằng đẵng, quan đến chức Nguyên Nhung cầm quân dẹp giặc, ngựa chẳng rời yên, người không cầm giáp. Nay quân giặc đã tan, quan hồi quân thắng trận, ấn tử sắc phong thái tể, quan trở về quê cũ vinh quy. Nào ngờ đâu bởi tại loạn y, nên cụ cố và bà con thất tán nơi nào chẳng rõ. Quan tạm tính đến hôm nay đã một tuần chẳng có nẻ, mà quan cứ buồn bực mãi như thế này thì dạ bẩm quan ạ. Con lo cho ta, ta thật là cảm kích, nhưng con đâu thấu hiểu được lòng ta. Ấy, dạ bẩm quan ạ. Thôi, bác cho con ra ngoài, có tin gì của bà và cô thì báo cho bác biết ngay. Dạ vâng ạ. Mẹ nuôi con vất vả, đến bây giờ mới được hiền vinh. Chôn đi quê hương đi, giặc phá tan đi thành. Lên từ mông đi hiền thế đi, thất đi lạc. Chưa hiểu tình con cam đành bội bạc, nỗi biệt ni luôn những đau lòng. Dầm sơn khê nghi đâu quản công nghi linh. Mẹ ở đâu có thấu lòng con nghi. Ơi mẹ, thương mẹ già hóng xương đi mỏi mòn, chờ con năm ba tháng biến đi đâu đi con à. Mẹ ơi, đã bao ngày đường xa mệt mỏi, mẹ con ta hãy kiếm chỗ nghỉ chân. Con ơi, đây là đất Võ Lăng quê cũ, mẹ nào ngờ đâu có ngày nay nước loạn đi trời thảm đất dày, quên sao hết đắng cay cơ cực. Nửa binh đao 18 năm đã tắt, trở lại quê nhà mong gặp lại người thân. Mẹ những mong tâm ca bóng chim, người đức hạnh trời cao có thông. Mẹ ơi, nhờ phúc trạch đã qua cơn nguy biên, nay mẹ đã dắt con về tới quê nhà. Chẳng hay cảnh cũ người xưa, mẹ trông xem có gì thay đổi không thưa mẹ. Con ơi, sương phủ đêm tàn trời còn tăm tối, mẹ tuổi già hai mắt chẳng còn tinh. Nay bốn bề cảnh vật quanh mình, mẹ như thấy mênh mông bát ngát. Xóm làng xưa đường ngang ngõ tắt, giờ dường như biến mất cả rồi. Đường cũ im im, chẳng thấy bóng mi con.
mẹ trông dùm con xem, quanh quất đâu đây có phải có gốc cây hoa mai vừa mới nở? Ừ phải rồi, có một cây hoa mai già cằn cỗi, thân gãy rồi mà vẫn nảy chồi non. Ôi, hoa mai nở thơm quá. Mẹ ơi, hương mai thoang thoảng làm con nhớ lại nơi khuôn viên nhà con ngày trước. Cũng có một gốc mai mọc cành thềm nhung. Mỗi độ xuân đi về, hoa nở ngát hương, hoa thắm mi đưa mi ơi tình người hôm mi sớm mi. Mùa xuân đến tưng bừng thì hoa nở, nắng mi nắng ngập mi tràn vườn xuân thêm rực rỡ mai vàng rộn ràng mi bữa mi ong gió mát trời trong mi hương ngát tỏa tới lòng mi gợi xuôi lòng lòng xuân những băng khoăn mi ơi la 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 dân chúng võ lăng đông hồ hãy nghe cho rõ lệnh trương thái tể truyền rằng hội võ lăng còn mở hết tuần trăng hôm nay quan thái tể cũng thế tệ là ai hả mẹ? Mẹ cũng không biết ông ấy là ai nữa, nhưng có quan to về làng, chắc là mở hội to lắm con ạ. Mẹ con mình tới đó xem sao. Dạ. Dân chúng võ lăng xin kính chúc quan thái tể vạn thọ vô cương. Ok, lão trưởng đứng lên đi. Bà con đứng lên đi. Dạ. Dạ, thưa thượng công, dân chúng võ lăng trăm người như một vẫn chưa thỏa lòng ngưỡng mộ công ơn. Lại lại thay thượng công mình ngọc heo hon vì cánh loạn ly người thân chưa gặp mặt. Hội thanh bình mừng ngày an lạc, định còn dài cho đến hết tuần răng. Nhưng lòng nào dân mở hội cho đành, khi thượng công người vẫn còn chưa nguôi cơn buồn bã. Đã bao năm tôi bảy binh nửa, lay thanh bình non nước mừng vui. Chớ vì tôi, xin chớ vì tôi mà hội mở lửa chừng dã đám. Ôi, thế là thượng công lại cho phép dân chúng võ lăng lại mở hội ăn mừng. Lào, chiêng trống hãy nổi lên, dân chúng võ lăng lại tưng bừng múa hát. Quê ta bừng lên trong nắng mới, à đất đi võ Thank you.
quê chúng ta mừng người con chung nghĩa, mừng người con chung nghĩa nay đã trở về. Xin cảm tạ dân làng, biết nói gì đây, khi trong lòng tôi còn bao nỗi phiền muộn chưa yên. Chính nơi đây, xưa kia là chốn tư dinh của nhạc gia tôi ngày trước, giặc tràn về đốt phá chẳng còn chi. 18 năm lưu lạc loạn ni, nay trở về thì mẹ già hiền thế vẫn bật vô âm tín. Thưa bà con, quan thái tể người vẫn còn chưa nguôi nhớ người thân, ta hãy tạm lánh ra ngoài, lánh ra ngoài để cho người được thanh tâm tĩnh lặng. Dạ, rất mong người sớm mau cơn phuồn nguội, rồi mời người ra vui hội với dân làng. Ta đi thôi bà con. Dạ. Đất khách mơ vơ. Dạ bẩm quan, ở ngoại hội có hai mẹ con bà khóa sẩm đấy ạ. Thế hình dáng hai mẹ con bà ấy thế nào? Dạ bẩm quan, cô con gái mù nhưng mà trông cũng được đấy quan ạ. Mù mà trông được có nghĩa là thế nào? Con nói mù trông được có nghĩa là ưa nhìn đấy quan ạ. Ta đang trong cơn muôn thảm nghìn sầu, ta nghe hát chứ coi đâu con mắt.
Dạ bẩm quan, con đang buồn, quan để con ra mời hai mẹ con bà khóa sầm vở hát cho quan nghe được không ạ? Ừ, được. Dạ. Này, hai mẹ con bà khóa sầm lại đây, nhanh lên đấy, lại đây hát cho quan tôi nghe, rồi quan tôi sẽ thưởng. Dạ bẩm quan, mẹ con tôi mù mịt xấu xa, quan nghe hát để tôi xin động trống ạ. À này bà ơi, quan tôi đang buồn, bà có bài hát nào vui vui hát cho quan tôi nghe, rồi quan tôi sẽ thưởng. Thế bây giờ tôi biết hát câu gì hả chú? Ôi giời, cái bà này, cơm thì một thúng, rượu thì một chai, hát hết nại này, hát được bao nhiêu thì bà cứ hát. Này hề con. Dạ. Bảo mẹ con bà ấy có tình sự, sự tình thì hát cho ta nghe. Dạ bẩm quan. Này bà ơi. Chỉ có sự tình nhà tôi thôi ạ. Ừ thì bà hát sự tình nhà bà, rồi quan tôi sẽ thưởng nhá. À này đây, quan thưởng trước nhá. Hát cho hay vào nhá. Trường viên, người chồng tôi, tên gọi là Trường Viên. Trường Viên là tên quan lớn nhà tôi, nhập gia thì phải vân húy. Bà phải hát là Trường Bập hoặc là Trường Xiên chứ, ai lại hát thế bao giờ chứ? Hề con. Dạ. Thiên hạ trùng danh trùng hiệu cũng nhiều, cứ để hai mẹ con bà ấy hát. Này, quan tôi cho phép rồi. Hai mẹ con bà cứ hát, hát cho hay vậy nhá. Ấy người chồng tôi, tên gọi là Trương Viên, mua sai là đi dẹp giặc mà để bằng chừng ra hơi ấy, bởi vì đâu binh lửa bởi tâm sự của làng nghe sao biết lỡ duyên cớ vì đâu làng phải chịu mù loà. Ông hỏi tôi duyên cớ vì đâu phải chịu mù loà ư? Vậy thì tôi xin hát tiếp để ông nghe. Ấy bởi vì đâu binh lửa bởi xa miền quê quán, ngủ nơi lâm toàn tôi gặp những loài ác thú hổ lang, người đòi ăn thịt kêu van lại lành trở ra về qua miêu thần linh, thần đòi quét mắt lòng thành tôi kính dâng, bởi thế cho nên mù mịt mà tôi tâm mê. Có phải chăng thì thương em vì nuôi mẹ hóa ra nông nỗi, bởi thế cho nên đi qua ngày tôi nuôi mẹ chồng, cắt thịt mà cánh nghi tay, chàng Trường Viên ơi chàng có biết đến nông nỗi này mà cho. Nghe tiếng hát bỗng chuyển động tâm thần. Đường từ mẫu có biết chăng hỡi mẹ? Ấy chết, quan viên, quan lớn là người quyền cao chức trọng. Mẹ con tôi bốn phận bần hàn, tháng năm dòng hát sẩm độ thân. Xin chớ lẫn kẻo mẹ con tôi mang trọng tội. Tiền ông thường tôi còn để đó, tôi chưa hề đụng đến một phân.
xin ông đừng tính chuyện tần ngần mà mang tiếng tôi không thanh danh tiếp. Ta đi thôi mẹ. Trời ơi, tưởng rằng nhận vợ, vợ lại chẳng nhìn. Mẹ ơi, con là trung viên của mẹ đây, mẹ có nhận con không ơi mẹ? Con trung viên bao năm mong đợi, nhưng tưởng không gặp mẹ. Mẹ ơi, thì Phương em, anh nói chẳng nên lời. Ngày sum họp tưởng là mộng ảo. Trời ơi, đây đúng là con trai tôi thật rồi. Mẹ. Trương Viên, Trương Viên. Mẹ. Gặp lại con, mẹ mừng mừng tủi tủi. 18 năm dòng, 18 năm dòng bao nỗi nhớ thương. Chồng con đây, con hỡi Thị Phương, con dâu mẹ đã hết đường cơ cực. Mẹ ơi, thực chồng con đã tỏ, hình dáng lại như in. Nào, vậy thì trước khi phu phụ hợp hôn, có vật gì đưa ra nhận tích? Thị Phương em ơi, 18 năm dòng chẳng dám đơn sai, lòng thương em nhớ mẹ ngậm ngùi. Đây, đây Ngọc Quý, trao em nhận tích. Trời ơi, quả là lòng trời đưa lại, ngọc nhảy vào mắt, mắt được phong quang. Mắt sáng rồi bà ơi. Mắt sáng rồi. Mẹ con. Thế là mắt sáng rồi. Mẹ ơi, giờ thì con đã được nhìn thấy rõ ràng. Đây mẹ. Đây chàng. Chồng con đó. Trương Viên chàng ơi. Trương Viên! Thị Phương! Ơn hiền thế vĩ bằng trời bể, một lạy này xin để tạ ơn. Trương Viên! Ôi, dân chúng Võ Lăng mừng vui xiết kể, mừng cho bà Thị Phương được an lành như cũ. Lại còn thêm mẫu tử đoàn viên, thật là trời kia không phụ người hiền. Ngọc lại sáng, tình người vẫn sáng. Liễu ly ngọc y sáng, này ngọc y sáng, sáng liễu ly, này ngọc y sáng, sáng liễu ly.